Khái niệm nâng cấp sức khỏe hiện nay vẫn còn khá mơ hồ. Dù chưa có số liệu, nhưng theo hãng tin AFP, hiện có khoảng 1.000 người Nga cấy chip hoặc các thiết bị theo dõi sức khỏe và cơ thể. Họ là những người tin tưởng rằng sự kết hợp giữa con người và máy móc sẽ mang lại ưu thế vượt trội về thể chất và tinh thần cho mỗi cá nhân.